Nhân quả là gì? Nhân quả do đâu mà có? Trưởng lão Thích Thông Lạc. Đường về xứ Phật, tập 6. Tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc. Nhân quả, câu hỏi của Diệu Quang. Hỏi: Kính thưa thầy, con người từ đâu sanh ra? Chết đi về đâu? Đáp: Con người từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả, chết đi về nhân quả. Trả lời như vậy, quý vị rất khó hiểu và cũng không hiểu được như thế nào là đúng. Các tôn giáo khác thường có câu hỏi: Con người từ đâu sanh ra, chết đi về đâu? Có tôn giáo cho con người sanh từ đấng tạo hóa, lại có tôn giáo cho con người sanh ra từ khí âm và khí dương, lại có tôn giáo cho con người sanh ra từ đại ngã, lại có tôn giáo cho con người từ bản thể vạn hữu sanh ra, lại có tôn giáo cho con người sanh ra từ miệng Phạm Thiên do Đức Chúa Trời sinh ra, vân vân. Tất cả những giả thuyết trên đúng hay sai, chúng ta không có ý kiến. Nhưng đứng trong tôn giáo Phật giáo thì Đức Phật đã xác định con người từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả và chết trở về nhân quả. Đó là lời xác quyết và rất hùng hồn, chỉ vì Ngài đứng trên lập trường duyên hợp của các pháp. Trong thế gian này không có một vật thể nào độc lập riêng rẽ tự nó. Cho nên, tất cả vạn vật sanh ra đều do các duyên hợp mà thành. Các pháp sanh ra đều phải do có hành động. Có hành động mới sanh ra được. Nói một cách khác, các duyên hợp lại phải trực tiếp qua các hành động. Nhưng mỗi hành động đều không có sự hiểu biết. Sự hiểu biết có được là nhờ vào tri thức. Nhưng tri thức hiểu biết chỉ biết trong giới hạn hữu hạn. Ngoài vô hạn thì tri thức không hiểu rõ. Vì thế, sự hiểu biết của tri thức còn trong vô minh. Hành động thiện và ác nó đều không biết. Cho nên từ đó tri thức tạo tác những hành động thân, miệng, ý khiến cho mình khổ và người khác khổ. Nhưng hễ có hành động, tức là có nhân quả. Phật dạy: Vô minh sanh hành, hành sanh thức. Vì vậy, con người từ hành động vô minh sanh ra. Nói cách khác cho đúng câu trả lời trên: Con người từ nhân quả sanh ra. Nhân quả là gì? Câu hỏi của Diệu Quang. Hỏi: Kính thưa thầy, nhân quả là cái gì? Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con được biết. Đáp: Nhân quả là chữ Hán. Nhân có nghĩa là hạt, quả có nghĩa là trái. Gom chung hai chữ nhân quả lại, nghĩa đen của nó là hạt và trái. Hạt giống nào sẽ cho trái nấy, không thể cho trái khác được. Ví dụ, hạt cam khi gieo lên thành cây sẽ cho trái cam, hạt chanh sẽ cho trái chanh. Không thể nào hạt cam mà cho trái chanh được, cũng như hạt chanh không thể nào cho trái cam được, vân vân. Còn nghĩa bóng là hành động thiện hay ác. Nếu hành động thiện thì được phước báo an vui, còn hành động ác thì phải thọ lấy sự đau khổ, tức là hành động nào sẽ gặt lấy hậu quả của hành động nấy. Ví dụ như hành động trộm cắp thì phải gặt lấy hậu quả của hành động trộm cắp là bị bắt ở tù, hoặc bị người mất của bắt được đánh đập, có khi họ giết chết. Hậu quả của sự tham lam trộm cắp
không những ở trong kiếp hiện tại nghèo nàn đói khổ, mà còn kéo dài trong các kiếp vị lai nữa. Cho nên, nhân quả tham lam đem lại cho người đời một sự nghèo đói bất hạnh vô cùng. Là con người, chúng ta phải tránh gieo nhân quả trộm cắp, cướp giật của người khác. Do không tham lam trộm cướp của người khác, thì đời sống của chúng ta sẽ được no cơm ấm áo. Nếu càng gieo nhân quả tham lam trộm cắp, thì đời sống của chúng ta sẽ đói khổ vô cùng và trong muôn kiếp. Kẻ làm ác giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, thì hậu quả sẽ bị tai ương, bệnh tật, khổ đau, hoạn nạn, hoặc bị sự giết hại của kẻ khác bằng cách này hoặc bằng cách khác, vân vân. Hành động thiện thì hưởng được phước báo như cơm ăn áo mặc đầy đủ, cuộc sống gặp nhiều may mắn, trong nhà hòa thuận vui tươi, con cái hiếu hạnh biết vâng lời dạy bảo của cha mẹ. Còn hành động ác thì thọ khổ như bệnh tật, tai nạn, trong nhà thường rầy rà, bất hòa chẳng an, con cái cãi lời cha mẹ, đi chơi bỏ học hành, trộm cắp tiền của cha mẹ, thường làm gia đình khổ, người khác khổ. Luật nhân quả rất công bằng và công lý, không ai lo lót hối lộ tiền bạc mà hết khổ được. Dù có quyền thế tiền bạc đến đâu, luật nhân quả vẫn công bằng không tư vị. Vì thế, người gieo nhân ác không thể cầu khẩn chư Phật, chư Bồ Tát và Ngọc Hoàng Thượng Đế cùng các bậc thánh vạn năng, cũng không cứu giúp cho mình được. Nên vấn đề cầu an, cầu siêu, cầu xin ban phước lành chẳng bao giờ có được, chỉ là một trò lừa bịp lường gạt người khác, chẳng có ích lợi gì mà còn hao tài tốn của vô lối, chẳng lợi ích gì cho ai cả. Nhân quả do đâu mà có? Câu hỏi của Diệu Quang. Hỏi: Kính thưa Thầy, nhân quả do đâu mà xuất phát? Đáp: Nhân quả do ba chỗ xuất phát trong bản thân của mỗi con người, đó là thân, miệng, ý. Ba nơi này là ba nơi nhân quả thường hoạt động, khiến cho con người chịu khổ đau cũng như hưởng hạnh phúc, an vui. Hành động nơi thân, hành động nơi miệng và hành động ý đều xuất phát nhân quả thiện hay ác. Nếu xuất phát nhân quả thiện, thì người ấy được an vui, thanh thản và hạnh phúc. Cuộc sống cơm ăn áo mặc, tiền của dư giả không thiếu hụt, ít tai nạn, ít bệnh tật, thường được mọi người yêu mến và kính trọng. Cuộc sống đầy dẫy hạnh phúc an vui, dù bất kỳ ở nơi đâu cũng vậy. Ngược lại, ba nơi ấy xuất phát nhân quả ác, thì người ấy phải chịu nhiều tai ương hoạn nạn, bệnh tật khổ đau kéo đến bủa vây, không người này đến người khác. Trong nhà thường xảy ra rầy rà bất hòa, lúc nào cũng cơm chẳng lành, canh chẳng ngon, khiến cho tâm hồn mọi người đều đau khổ, bất an, vân vân. Thân, miệng, ý là ba nơi hoạt động của nhân quả tạo ác, tạo thiện, làm mình khổ, người khác khổ, và tất cả chúng sanh khổ cũng chính do ba chỗ này. Vậy ai là người chủ động hoạt động tại nơi ba chỗ này? Ba chỗ này không có người chủ động hoạt động, chỉ có vô minh và minh hoạt động mà thôi. Nếu vô minh hoạt động nơi ba chỗ này tạo nhân quả ác, chuyển thành nghiệp lực, thì con người và tất cả chúng sanh phải chịu khổ đau tận cùng và tiếp tục tái sanh luân hồi mãi mãi trong dòng nghiệp lực ấy. Nghiệp lực ấy do từ hành động, thân, miệng, ý đã tạo ra nhân quả hạnh phúc hay khổ đau cho chính mình. Thấu hiểu được lý duyên hợp của các pháp do vô minh mà định luật nhân quả sâu sắc này mới có luân hồi.
nên Đức Phật đã dạy chúng ta thấu suốt 12 nhân duyên do vô minh hợp lại thành một thế giới khổ đau, mà con người và chúng sanh phải chịu lấy cái đau khổ này mãi mãi, từ đời này sang đời khác, vô cùng, vô tận. Muốn thoát khổ của kiếp làm người và thân chúng sanh, Đức Phật đã dạy cho chúng ta minh để thấu suốt lý nhân quả và đập tan 12 nhân duyên, phá sạch thế giới đau khổ, giải phóng con người thoát khổ, chấm dứt luân hồi, làm chủ sanh tử. Vì thế, người học Phật mà không có trí tuệ minh, không phá vỡ 12 nhân duyên, thì chỉ là một học giả nghiên cứu giáo pháp của Phật để nói láo ăn tiền. Muốn phá vỡ 12 nhân duyên, người tu sĩ đạo Phật phải rèn luyện cái thấy của mình đối với các pháp bằng đôi mắt nhân quả và sống đúng đời sống phạm hạnh như Phật, thì 12 nhân duyên sẽ tan rã, thế giới khổ không còn, người tu sĩ giải thoát hoàn toàn.